Chào tất cả anh em, mình là Tà Bô Độ. Hôm nay mình làm clip test bô tổng hợp. Mình sẽ test tất cả mẫu bô ở đây lên con CB150R nhé. CB150R với CBR150R thì nó giống nhau thôi. Tiếng bô yệt nhau, động cơ giống nhau em nhé. Đầu tiên là cây bô AKR1 này, full cổ bầu xỉ em nhé. Hôm nay mình sẽ test riêng bầu xỉ thôi, còn bầu hơi ô tô mình sẽ làm một clip riêng. Xanh này thì đi cổ titan đẹp hơn. Ok, cảm ơn tất cả em xem clip mình nhé.